Vậy thì bây giờ hôm trước tới nay không như biết bao nhiêu những người bình luận chửi bé Tường, mẹ Tường Lan, và coi như một cách thậm tệ, tôi rất đau đớn. Vì vậy thì kính thưa quý vị, tôi thiết nghĩ rằng tôi là rất đau đớn trong lòng. Giữa cái thời buổi hạ quân sắp tàn, quý vị phải thương yêu lẫn nhau và tôn trọng các bậc hiền đức để quý vị trở thành là thánh hiền trong mai mai hết. Như vậy xuất hiện ra một đứa trẻ mà nếu nó có cái mồi, nó là thánh hiền, quý vị mình sẽ cùng nhau ủng hộ nó thành thánh hiền, rồi mình cũng thành thánh hiền. Chứ còn xuất hiện ra một đứa thánh hiền mà quý vị làm cho nó trở thành phàm phu, rồi chúng ta đồng phàm phu rồi chết hết. Cho nên từ chỗ đó mà hôm nay tôi thiết nghĩ rằng đối với bé Tường Lan, mà như quý vị ông Tăng cho đến quý vị bình luận trên thế giới, bé Tường Lan hôm nay vì vấn đề mà sở dĩ mà nó thuộc kinh, thuộc chú và nói chuyện nghe hay, chẳng qua là nó nghe trên mạng hoặc là học YouTube hoặc mẹ nó dạy. Nên vậy mà tôi đính chánh với tất cả các nhà sư, đính chánh với tất cả nhà bình luận, coi như là nói rằng bé Tường Lan là do cái sự dạy mà biết mà nhớ. Thì tôi xin thưa với các ông, bây giờ các ông lựa một đứa trẻ nào thứ hai trên hoàn cầu này mà quý vị mình dạy bằng YouTube, dạy bằng cái vấn đề TikTok, quý dạy bằng cha với mẹ, hoặc là quý vị đem về hoằng pháp đi, là coi như khóa tu mùa hè năm nay không biết bao nhiêu khóa rồi, bao nhiêu trẻ coi là đẹp đẽ, đầu óc thông minh, rồi con nhà khá giả, mà cái chùa hoằng pháp quý vị mình sao không huấn luyện ra một đứa trẻ nào siêu phàm như bé Tường Lan, mà tại sao mấy ông thầy chùa ở là chùa hoằng pháp phải đến tận nhà Tường Lan, bác con chú của Tường Lan dẫn tới nhà, rồi dẫn lên chùa cao 5-7 tầng, rồi đi lâm công viên, rồi vấn đề đi vào trong cái khóa tu của tuổi trẻ hay là của tuổi già. Như vậy thì quý vị mình bây giờ ở trên thế giới này bao nhiêu triệu con người ta, bao nhiêu gia đình ở trong đất Việt, bao nhiêu thầy coi như cao tăng, bao nhiêu người lỗi lạc, quý vị không đem về huấn luyện đứa trẻ nào xuất hiện siêu phàm như đứa trẻ này coi. Cho nên vì vậy mà nó sẽ xuất hiện các cái bậc hiền tài, các cái vị thánh thiện ở trên trái đất này để báo điềm cho chúng sanh biết rằng cái ngày tiên Phật sắp hạ trần gian. Như vậy thì trước đây mười mấy năm, bé Như Ý 9 tuổi mà cái bài viết của đệ truyền 48 đời đại nguyện, cháu nó nhớ lào, và khi trình bày cái đề tài đó gần một tiếng mấy đồng hồ, khi mà cháu mệt cho nó cho con nghỉ mệt một chút, nhưng mà đọc lại cái đề nguyện thứ 2, thứ 3, thứ 4 đến 48 đời đại nguyện không chật một chữ, không sai một dấu. Như vậy thì cái trí nhớ siêu phàm và cái ý tứ rất sắc bén. Cho nên vậy tất cả các hàng xuất gia ở trên thế giới, giàu cho tiến khỉ Phật học của bên Ấn Độ, quý vị cũng không có thể thuộc 48 đời đại nguyện một cách là chân tình như thế. Vì vậy mà quý vị tôn cho là Bồ Tát tại thế. Nhưng em không được các nhà chân tu, các nhà lỗi lạc trong buổi hạng quân viết bài để hướng dẫn, cho nên em sẽ mãi mãi làm bực là coi như siêu phàm trong trái đất này. Vì vậy mà em lớn lên được cha mẹ huấn luyện, tự em tự học viết bài và em đi học trường văn hóa. Cho nên vì vậy mà cái tư tưởng, cái trí huệ của em lúc trước nó bị phân tán bởi hoàn cảnh gia đình, cộng vào cái sự học văn hóa mà em đã đu là, cho nên bây giờ trở lại thành người bình thường. Như vậy thì hôm nay là xuất hiện bé Tường Lan, là đỉnh chánh bây giờ là 5 tuổi rưỡi, mà bây giờ nó là 6 tuổi, Tết rồi này là 6 tuổi đi. Như vậy xuất hiện từ ngày xuất hiện bé Tường Lan ra đời. Nên vậy mà bây giờ bé Tường Lan, quý vị mình thử nghĩ là tôi nói 6 tuổi đi. Vậy thì bây giờ hôm trước tới nay không như biết bao nhiêu những người bình luận chửi bé Tường, mẹ Tường Lan, và coi như một cách thậm tệ, tôi rất đau đớn. Vậy thì kính thưa quý vị, tôi thiết nghĩ rằng tôi là rất đau đớn trong lòng. Giữa cái thời buổi hạ quân sắp tàn, quý vị phải thương yêu lẫn nhau và tôn trọng các bậc hiền đức để quý vị trở thành là thánh hiền trong nay mai hết. Như vậy xuất hiện ra một đứa trẻ mà nếu nó có cái mồi, nó là thánh hiền,
quý vị mình sẽ cùng nhau ủng hộ nó thành thánh hiền, rồi mình cũng thành thánh hiền. Chứ còn xuất hiện ra một đứa thánh hiền mà quý vị làm cho nó trở thành phàm phu, rồi chúng ta đồng phàm phu rồi chết hết. Cho nên từ chỗ đó mà hôm nay tôi thiết nghĩ rằng đối với bé Tường Lam, mà như quý vị ông Tăng cho đến quý vị bình luận trên thế giới, bé Tường Lam hôm nay vì vấn đề mà sở dĩ mà nó thuộc kinh, thuộc chú và nói chuyện nghe hay, chẳng qua là nó nghe trên mạng hoặc là nó học YouTube hoặc mẹ nó dạy. Nên vậy mà tôi đính chánh với tất cả các nhà sư, đánh trách với tất cả nhà bình luận, coi như là nói rằng bé Tường Lam là do cái sự dạy mà biết mà nhớ. Thì tôi xin thưa với các ông, bây giờ các ông lựa một đứa trẻ nào thứ hai trên hoàn cầu này mà quý vị mình dạy bằng YouTube, dạy bằng cái vấn đề TikTok, quý vị dạy bằng cha với mẹ, hoặc là quý vị đem về hoằng pháp đi, là coi như phá tu mùa hè năm nay không biết bao nhiêu phá rồi, bao nhiêu trẻ coi là đẹp đẽ, đầu óc thông minh, rồi con nhà khá giả, mà cái chùa hoằng pháp quý vị mình sao không huấn luyện ra một đứa trẻ nào siêu phàm như bé Tường Lam, mà tại sao mấy ông thầy chùa ở là chùa hoằng pháp phải đến tận nhà Tường Lam, bác của chú của Tường Lam dẫn tới nhà, rồi dẫn lên chùa cao 5-7 tầng, rồi đi lâm công viên, rồi cái vấn đề đi vào trong cái khóa tu của tuổi trẻ hay là của tuổi già. Như vậy thì quý vị mình bây giờ ở trên thế giới này bao nhiêu triệu con người ta, bao nhiêu gia đình ở trong đất Việt, bao nhiêu thầy coi như cao tăng, bao nhiêu người lỗi lạc, quý vị không đem về huấn luyện đứa trẻ nào xuất hiện siêu phàm như đứa trẻ này coi. Cho nên vậy mà tôi đính chánh với quý vị, hôm nay bé Tường Lam mà nó có một cái trí nhớ coi như là siêu phàm, chẳng qua là đời trước nó là một vị tăng hoặc hay một vị ni tu chưa coi như liễu đạo, mà cái thân đó phải đành bỏ xác theo định lực vô thường. Cái hồn đó chuyển qua kiếp kế còn trẻ, nhưng mà cái nhớ ở đời trước nó mang theo. Nên vì vậy mà quý vị mình thử nghĩ coi, mấy năm trước anh em có quay lại chú Chiến ở với Lâu Dung đó, là trước đây là con của ông là kia, là coi như là đi cày bò, rồi cái vấn đề con của ông đại trưởng giả, ông nhà giàu nào đó, rồi bây giờ đầu xanh lại con nhà nghèo. Một hôm nọ cha mẹ đăng bồng, rồi nói thôi bây giờ bồng lại cái nhà ông trưởng giả nào đó, là đó là cha của tôi. Cho nên vậy mà bồng lại nhà thì ông nói hết cái chuyện của ông hồi đó là như thế nào, rồi là cha mẹ làm sao, đất vườn gì ông nói hết. Như vậy quý vị mình thử nghĩ, như vậy thì ông Chiến này hiện nay làm trưởng ban sự của dì Lao Dung đó, ông này kiếp trước là ông là con của cái ông nhà khá giả, nên vậy mà đầu sanh vào cái nhà kế, nên vậy mà ông lại cái nhà cũ, ông nói hết cái công chuyện của ông trước đây, người ta nhìn nhận ông là cái người ở trong nhà đã qua đời, cho nên vậy bây giờ gọi là tinh chiến đó. Như vậy thì kính thưa quý vị, hôm nay cái nhớ của Tường Lam mà sở dĩ bây giờ quý vị mình thấy là em học tới đâu nhớ tới đó, hoặc là em tự nhớ, cái này là do kiếp trước em đã sẵn bài ở trong cái tàng thức do em đã học đời trước, cho nên đời này mới em được vậy. Nên vậy mà giờ đây tôi là long trọng báo tin cho toàn cả quý vị là bây giờ bé Tường Lam là người tu trong đời trước là chưa liễu đạo, bây giờ trở lại tu tiếp. Những cái mà siêu màu ở trong cái trí não của bé Tường Lam chẳng qua là quân tập ở đời trước, bây giờ nó hiện ra. Nên ông Thanh Sĩ có câu là kiếp nào nghề ấy đã chuyên, kiếp này nghề ấy người liền hiểu ngay. Vậy thì kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây, hôm nay bé Tường Lam nó bây giờ thông minh sáng suốt, mà tai thay nếu trường hợp gặp được ông Đạo Hòa Hảo hoặc là ông Đạo nào đó là bên Đạo Phật cũng được, mà tu chân chính mà rất giỏi về vấn đề tu, thì bé Tường Lam này sẽ trở thành một cái người rất là siêu phàm. Là tại sao vậy? Là bởi vì bé Như Ý là người cha với người mẹ tu theo Hòa Hảo là coi như là rất chân chính. Mà bé Như Ý này đó là coi như là ngày đi học, ban đêm về học đạo, đóng phòng lại. Tôi là cái người coi như là đàn anh của đệ triền, là người huấn luyện cho bé Như Ý. Tới thăm một lần cách đây 5-10 năm, em nó ra nó hỏi tôi, ông ba mới tới rồi nó vô phòng nó đóng lại. Không phải riêng tôi mà tất cả những người nào tới thăm bé Như Ý đều chào rồi vô phòng nó đóng cửa phòng lại. Như vậy thì ở đây
Phật Thích Ca Mâu Ni lúc ngài còn thái tử cũng nhờ ngồi với cội Bồ Đề vắng lặng ở trong rừng sâu núi thẳm. Ngài chỉ ăn vài hột mè, tối uống vài hột xương mà ngài tịnh được cái tâm, mà ngài phát huệ và ngài có thần thông, ngài là coi như thành Phật. Như vậy thì bây giờ ông vua Trần Nhân Tông cũng nhờ lên núi Trúc Lâm Yên Tử yên tĩnh mà ngài trở về với cái lăng vắng lặng cõi lòng mà ngài được hiển thánh. Như vậy thì bây giờ ông Cử Đa về núi Tà Lơn, ông cũng nhờ núi rừng Tà Lơn cách đây cả trăm năm, ông về đó nhờ cái cảnh yên tĩnh thanh tịnh mà ông được chứng quả tiên, cho nên trở lại làm Đức Quỳnh Giáo Chủ viết ra quyển 3. Như vậy thì hôm nay bé Tường Lam nếu gặp người chân tu thì người ta sẽ khuyên là bé Tường Lam nên cái vấn đề ngoài giờ tiếp xúc với đạo đức phải vào trong phòng để niệm Phật với tĩnh tâm, không nên giao tiếp ngoại cảnh, là bởi vì ngoại cảnh nó làm chi phối tâm linh. Mà cái con người quan trọng nhất là sáu căn với sáu trần, mà khi sáu căn với sáu trần mà nó thanh tịnh chúng ta sẽ có sáu thông. Nên ông Thanh Sĩ có câu là sáu căn dứt sáu trần cũng dứt đủ sáu thông, dạo khắp ta bà chèo con thuyền đại độ sông qua, đưa sanh chúng sang qua bỉ ngạn. Màu nhiệm tay khi tâm bừng sáng như mặt trời phá cảnh tối đen, những cảnh chưa cần có biết quen tự nhiên hiểu gành tất ở cả. Diêm chúa phải chịu hồi sư giả, thiên thần thì đem lấy cúng dường, đủ sức đi giáo độ mười phương, đủ phương tiện dắt diều sanh chung. Nên vậy kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ ở đây nếu trường hợp vị chân tu mà gặp bé Trần Tường Lam này trước nhất thì sẽ hướng dẫn em tu, có nghĩa là hay đóng phòng để niệm Phật, tịnh tâm và kháo căn không tiếp xúc với sáu trần để cho cõi lòng được thanh tịnh. Trong tâm lúc nào em cũng lào lào trí huệ sáng tỏ, mà Đức Thầy có câu nếu ai mà biết chữ tu trì tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Vì gặp vị chân tu người ta đâu có cái vấn đề lập ra cái kênh Tường Lam như hoa sen, người ta đâu có bài vẽ kế hoạch là cái vấn đề là hay dạy Tường Lam nói rằng bây giờ không có nhà, đang ở nhà trọ, cho nên vậy mà bây giờ đâu có kể cái chuyện là ông chồng đau bịch bị xe đụng rồi tốn bao nhiêu triệu đó, đang thiếu nợ nần. Như vậy cái này là độc hại Bình Dương bài vẽ, chứ còn mẹ của Tường Lam biết trời đất gì đâu. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, nếu trường hợp mà bé Tường Lam này mà gặp cái ông Hòa Hảo chuyên chính đó, là người ta thấy nếu trường hợp Tường Lam nó giỏi về mặt không có đọc chú, đọc kinh, là không có dạy dỗ mà mở miệng ra là cái vấn đề thuộc chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, chú Dược Sư, chú Địa Tạng, rồi cái vấn đề là mở miệng ra là kêu người ta ăn chay cúng lại niệm Phật, bố thí làm lành phóng sanh như ngàn ký gạo. Nên vậy quý vị mình thử nghĩ coi, là nếu người chân tu đó người ta gặp bé này người ta biết là cái vấn đề hiền tăng trở lại, là người ta đâu có cái vấn đề bài vẽ cho nó gì vấn đề mẹ con gì vấn đề nói không có nhà, đâu có bài vẽ ra cái kênh là gọi là Tường Lam Hoa Sen, đâu có bài vẽ ra cái vấn đề là ở đậu, đâu có bài vẽ ra cái vụ là coi như cha bị trước đây nằm nhà thương tốn không biết nhiêu tiền còn thiếu nợ, rồi bây giờ bài vẽ ra cái gì nữa, rồi đi thăm cái vấn đề doanh nghiệp. Hiền tăng trở lại mà vẫn đi doanh nghiệp của độc hại Bình Dương. Hỏi gì chứ bậc thánh hiền. Mà quý vị mình thử nghĩ coi, cái người chân tu mà quý vị mạnh tử, ngày xưa tôi có clip trước tôi nói Khổng Tử ở cái nhà đâm heo, rồi học hỏi cái đâm heo, cho nên cái nhà bình luận nói ông có biết thì nói, không biết thì thôi. Cho nên tôi cáo lỗi với cái clip vừa rồi tôi nói chuyện với dâu hú, là tôi nói Khổng Tử cái này là mạnh tử. Cho nên mạnh tử bỏ gần cái lò heo, tối ngày mạnh tử về nắng cục đất như con heo, lấy cái dao thọt thọt. Cho nên vậy mẹ của là coi như mạnh tử sợ Khổng Tử, là coi như là hư thân đi, cho nên lại cái trường học, vì vậy mà trở thành hiền tài. Cho nên hôm nay mà bé Dường Tường Lam chưa chân cái dẫn lại cái vấn đề là cái vấn đề kênh Tường Lam Hoa Sen, rồi nhà ở nhà đậu, rồi cái vấn đề là cha mẹ đau rồi nằm nhà thương trước đây thiếu nợ nần, rồi vấn đề là cái gì thì bây giờ quý vị mình thử nghĩ coi, cái này là xích lang thang Sài Gòn là phải chửi mà độc hại Bình Dương, cho xin lỗi đừng có chửi mẹ Tường Lam nữa. Tại vì sao vậy? Mẹ Tường Lam nếu không phải là người hiền
thì làm sao làm mẹ được tường lam. Cho nên quý vị cũng xin nghe suy nghĩ điều này. Bây giờ bảo đảm quý vị mình bây giờ tường lam đó ha, mà đấu giá nó bây giờ 10 tỷ là có người người ta mua liền. Bởi vì nó đẹp, nó có duyên. Rồi nuôi nó trong nhà dòm thấy nó cũng đỡ buồn đó. Dùng thứ thiếu nợ nặng kiểu nào mà sáng dòm cái tường lam, cái bành cái mặt ra tròn quay, con mắt đen quyền ra nó khỏe, nó bình vô phương luôn. Bây giờ đấu giá 10 tỷ người ta khóc liền. Vì vậy mà cái người vợ bỏ ra buồn hiu mà gặp tường lam rồi cũng nở nữa. Rồi cái người bị chồng bỏ ra cũng gặp tường lam rồi cũng vui nữa. Cái người mà bệnh hoạn này gặp tường lam cũng vui nữa. Như vậy thì quý vị mình thử nghĩ, đây trên đất này bây giờ quý vị mình ai cũng phải làm mẹ tường lam hết á. Mà quý vị sao mà bây giờ không đẻ ra cả bầy đó, nó quậy đục nước luôn á. Sao không đẻ ra cái người giống như tường lam, quý vị mình lại chửi tường lam, mẹ tường lam là sao? Như vậy tôi định danh với quý vị mình bây giờ đó, là mẹ tường lam là cái người cũng có đức lắm. Nhưng mà là mới có làm mẹ của tường lam. Nhưng mà trên đời này quý vị mình á, là con của là Sĩ Đạt Ta, là La Hầu La đó, là coi như Đức Phật khi thành đạo rồi cũng phải trở về dắt La Hầu La vô trong cái đại chúng. Mà La Hầu La lý lắc vô cùng luôn, vô trong tăng chúng rồi ông giấu bình bát ông này, ông chọc ghẹo ông tăng kia tính nổi là không lường được. Mà tới Đức Phật là nghiêm nghị gầy la riết rồi La Hầu La cũng đắc đạo. Như vậy thì bây giờ quý vị mình thử nghĩ, đồng Phật Thích Ca đó khi thành Phật rồi con mình La Hầu La đó. Như vậy thì bây giờ nếu trường hợp quý vị mình bây giờ mẹ Tường Lam, bây giờ Tường Lam có hiền tăng trở lại, thì mẹ Tường Lam cũng phải tu chứ đừng không mẹ con hiền tăng là mình tự nhiên đắc đạo đâu được. Cho nên ngày xưa khi Thái tử đi tu, khi thành Phật rồi ngài cũng trở về độ cái dân là La Hầu La. Còn cái vấn đề là Nan Đà đó, em chú bác của Đức Phật đó, Đức Phật cũng phải độ trần thân, ông ta mới giác ngộ chứng thánh. Như vậy thì bây giờ mẹ Tường Lam có phước lắm mới sanh được đứa con giống Tường Lam. Như vậy thì bây giờ đây là mẹ phải tu. Cho nên vậy mà tôi coi trên clip á, mẹ Tường Lam kêu mẹ phải ăn chay. Và mẹ Tường Lam phải vấn đề tụng kinh. Và kêu mẹ Tường Lam phải bố thí. Kêu mẹ Tường Lam phải đi chùa. Như vậy thì tôi thiết nghĩ rằng nếu trường hợp mà tất cả anh em chân tu của Hòa Hảo nếu gặp được mẹ Tường Lam thì sẽ hướng dẫn mẹ Tường Lam. Có nghĩa là bây giờ cô phải nghĩ rằng cô có một bé Tường Lam, tức là cô danh dự ở trên trái đất này. Bởi vì có người bây giờ đẻ ra con làm vua, nhưng mà lây quay rồi vua hôn quân vô đạo cũng bị người ta chửi tách bành thôi. Bây giờ lỡ đẻ ra ông Joe Biden bên nước Mỹ đó, bây giờ người ta cũng chửi banh thành ông Mỹ luôn. Mà bây giờ cô đẻ được đứa con Tường Lam mà gặp ai cũng mến, ai cũng thương hết. Cho nên cái giá trị của cô là hơn mẹ của Tổng thống Mỹ nữa. Nhưng vậy thì cô phải quý cái giá trị của cô. Quý cái giá trị của cô là sao? Là mình mẹ của ông vị chân tu trở lại. Vậy là mình phải làm sao mình rèn đức độ của mình xứng đáng mẹ của người chân tu. Vậy thì cô phải đận áo bà ba. Cô phải niệm Phật ăn chay cúng lại làm lành. Cô mở miệng ra, cô phải suy nghĩ từng lời nói. Như vậy thì cô mới có trở thành mẹ của vị hiền tăng trở lại. Nên vậy mà bây giờ tôi xin cô, bây giờ cô á càng tỏ vẻ ra người tu như thế nào, cái giá trị của cô đó nó hơn Tổng thống Mỹ và thơ giá trị hơn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Bị gì? Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng bị người ta chửi bình thường, Tổng thống Mỹ cũng bị người ta chửi bình thường. Nếu cô hôm nay lên xuất hiện ở trên màn ảnh mà nếu cô không nghe cái thằng độc hại Bình Dương mà nó dẫn đi sai đường đó thì cô nói chung là không ai dám động tới cô đâu. Mà người ta quý là coi như Tường Lam mừ, nhưng người ta quý cô tới 15 nặng. Bị gì? Cô là mẹ của Tường Lam. Như vậy thì bây giờ ở đây tôi đóng góp với cô. Thứ nhất là cô nên bận đồ đạo. Tôi có coi cái clip của Tử Vi, bé Tử Vi, Tử Vi, mấy gà Châu Phú quê lên đây. Nó nhỏ xíu con luôn, mà cái gương mặt nó đẹp. Mà nó thuộc kinh là coi như là rất nhiều. Và coi như nó đọc 10 điều khuyên tu của Phật Thầy. Nó đọc nghe rất rành rẽ. Mà mỗi một cái điều của Phật Thầy đọc xong rồi nó xá, rồi nó chắp tay, rồi nó chuyên môn là nó ngồi kiết già. Tôi tu năm nay 50 năm quý vị. Tôi công tác từ thiện quá,
Cho nên về vấn đề nửa tiếng niệm Phật của tôi ngồi kiết già không nổi. Kiết già là nó chéo cái giò mình giống như cái bẻ cái con gà mà người ta đi cúng vậy. Nó đau cái giò thấy ông nội đi, tôi không có còn kiết già nổi. Mà đứa trẻ tử quy này nó ngồi kiết già không? Bất cứ nó lại trường học nó ngồi kiết già luôn. Như vậy thì đứa trẻ này á, tôi thấy ông già với bà già nó cái ông đó là ông tên gì không biết, nhưng để đầu tóc, cái tướng mạo rất là xứng đáng là người tín đồ hòa hảo. Gặp cô vợ hiền, nói chung như cục đất luôn. Dòng cái mặt hai chồng nó hiền, nói chung hiền tới óc o luôn. Vì vậy thì bây giờ Châu Phú mới thương vợ chồng có đứa con Tử Quy á, quá quá dễ thương. Vì vậy nói giờ tôi muốn là thành lập cái bếp cơm từ thiện, quán chay hai chồng sống được không? Anh chồng trả lời không có được, bị gì nó bận rộn rồi tâm trí không có yên để niệm Phật đâu. Chẳng cảnh phồn hoa, linh chốn phồn hoa, lánh thì thành tìm nơi non thắm ngõ mai danh, đợi cơ thiên địa sân dần đến, chờ cuộc phong lôi đổi vận hành. Vậy thì cha mẹ trả lời câu với Châu Phú sanh dần, hỏi vậy chứ làm nghề gì? Nói con vợ em vợ tôi đó không biết chạy xe, cho nên tôi ở nhà chăn đứa bé này, xe đưa nó đi học rồi rước. Hỏi vợ làm nghề gì? Chạy xe đạp mua điện thoại cũ. Hỏi vậy chứ bây giờ đủ ăn không? Anh chồng trả lời trời Phật độ, đủ ngán không có thiếu. Vì vậy đó quý vị mình thử nghĩ, nếu trường hợp chú thím này đó ha, mà qua mà làm mẹ tường lam một cái đó nghe, cái đất này nói chung đổi tới trời luôn quý vị. Là coi như ông chồng ở nhà chăn con đưa đi học, bà vợ chạy xe đạp cọc cạch mua điện thoại cũ, một bữa chưa được 100.000 quý vị, mà vợ chồng trả lời một câu miễn cho được ngày hai cơm té buổi bần hàng đặng có tu thân, nhờ ơn trời ban bố đức ân xem chung cuộc phong thần tài thế, xử những kẻ hung ăn tội tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn, gia kệ này hai chữ bảo an cho trần thế được tâm thanh tình. Kính thưa quý vị, như vậy thì người chân tu của Hòa Hảo lúc mà đức thầy đi dạo Lục Châu quý vị, đức thầy đang làm thầy thuốc gì hết đó, người ta đem tiền lại cho đức thầy, nói bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng ham. Quý vị mình thấy không, thầy mình cho tiền đức thầy nó bao nhiêu tự ấy mà cho nhiều không ham nghe. Còn vợ chồng của bé Tử Vi này là coi như Châu Phú nói rằng ra cái quán chay để hai vợ chồng có đồng tiền để sinh sống rộng rãi, nhưng anh chồng trả lời không có được, vợ tôi nó chỉ làm cái nghề chạy xe đạp đi mua điện thoại cũ là đủ ăn rồi. Nên vậy quý vị mình thấy như vậy thì hôm nay nếu mẹ của Tường Lam mà gặp chân tu của Hòa Hảo là người ta sẽ hướng dẫn mẹ của Tường Lam ăn bận đồ đạo giống như cha mẹ của Tử Vi, và mở miệng ra không tham tiền, tham vật chất giống như cha mẹ của Tử Vi, và tối ngày rèn luyện cho con mình sống trong khuôn khổ đạo, có nghĩa là không giao tiếp cảnh bên ngoài, và nhắc nhở con mình thường khi niệm Phật. Và cái ăn bận của mẹ Tường Lam, tôi suy nghĩ rằng bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bộ trưởng, coi như họ là chủ tịch quốc hội, trước đây có 100 bộ đồ, tính ra là 10 tỷ tiền Việt Nam. Nhưng bà ta giờ nghỉ việc, người ta vẫn chửi bới bình thường. Như vậy thì bây giờ cô nên suy nghĩ lại, mẹ của vị hiền nhân, người ta trọng hiền con bé Tường Lam là trọng cái đạo, cho nên vậy khoác trên mình cô cái áo đạo giùm tôi, bận áo bà ba, bận quần đen, bới tóc, bận bộ đồ lam, đi đâu phải nghiêm trang và niệm Phật trong tâm không giờ dứt. Đó là đức hạnh của người tu. Quý vị mình cô làm được như thế sẽ bảo vệ người con mình tu tới già không bao giờ lay chuyển.
Bởi vì cha mẹ là cái gốc, con là cái ngọn. Mà nếu con được cha mẹ úm trong cái đạo gốc Bồ Đề thì con nó không có thể sa ngã theo đường đời mà hư thân mất nết. Nên vậy mà đó là cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện thứ hai là vấn đề ăn chay trường, cúng đại hàng bữa hay tụng kinh, phải bố thí giúp đời và trong tâm thường niệm Phật. Và trong tâm tư cô bây giờ, cô hết lòng tu theo đạo, đạo Phật hay là Phật giáo Hòa Hảo, cô rèn luyện cho đứa con mình có những cái siêu phàm trong đạo sắp tới. Thuộc, nhắc nhớ con thuộc nhiều bài kinh, nhắc nhớ con vấn đề là coi như không quên, mở miệng ra là ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành bố thí. Nếu cô giữ vững được cái lập trường bên cạnh mình làm được những điều đó cho con, cô không mơ mộng vật chất tiền tài gì hết cả, nhưng mà tự nhiên rồi người ta sẽ giúp bé Tường Lam cho cô có tiền tỷ, cô muốn đi giúp đời, cô muốn trang trải cuộc sống, người ta thương cô bé, con bé Tường Lam bao nhiêu thì thương vợ chồng cô bấy nhiêu. Cô đừng giỏi xin tiền, cô đừng giỏi là đem con mình ra để mà mưu cầu cái vấn đề danh lợi. Nên đó là cái điều kiện tôi nhắn gửi với cô. Như vậy thì hôm nay tôi thấy rằng hiện nay về vấn đề bình luận ở trên mạng xã hội hiện nay, theo tôi biết thì bây giờ hoàn cầu trái đất do chiến tranh giữa thằng Nga với Ukraine, giữa do cái thằng Israel Palestine ở vùng Trung Đông và Trung Quốc Đài Loan, Nhật Bản Ấn Độ sắp vấn đề giao chiến ở Á Châu, nó gây ra cái cảnh đói hoàn cầu bây giờ ở Biển Đen, ở Biển Đỏ. Bây giờ tất cả tàu buôn ra đều bị cái đám Houthi do Nga Iran bảo hộ. Vật giá bây giờ lao thang trên cả hoàn cầu. Nếu đánh ở Trung Đông thì dầu xăng bị bật, mà đúng như câu Đức Thầy đã xác định, ngặt nổi khan dầu e hết điện trở về, lôi cũ lượm cao mò. Còn chỗ khác đâu ai biết đắng ngày mai, ngày nay yên tĩnh ngày mai thám sầu. Hoặc là khổ dư thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà giang còn thiện chí tồn, cảnh sông mau núi sương tha thiết. Nên vậy đó mà xuất hiện bé Tường Lam. Tôi suy nghĩ rằng nếu trường hợp mà Tường Lam không bị độc hại Bình Dương dẻ, mà khiến cho mẹ Tường Lam có những lời nói là ló ra cái mưu cầu danh lợi. Nên vậy mà trên thế giới hiện giờ người ta biết rằng cái quả địa cầu sắp bị hủy diệt, và cái cân đói hoàn cầu sẽ đến khủng khiếp, và cái bệnh dịch trở lại trong nay mai người ta chết một cách khủng khiếp, và thiên tai địa ách là coi như lình lẫy tới đi hủy diệt hoàn cầu. Người ta đang cần có cái đạo. Để vì vậy mà nếu trường hợp bé Tường Lam là một vị hiền tăng trở lại, thì cái tiếng nói của em nó làm cho hoàn cầu người ta thức tỉnh ăn chay, và tiếng nói của em làm cho ta thức tỉnh hoàn cầu trở lại cúng lại tụng kinh, và tiếng nói của cháu làm cho người ta trở lại bố thí giúp đời. Nên vậy mà tiếng nói của Tường Lam giờ đây biết bao nhiêu người ăn chay, và tiếng nói của Tường Lam bây giờ biết bao nhiêu những người đang bố thí. Bây giờ tôi nghe nó đăng trên mạng, bây giờ nghe bé Tường Lam ngàn ký gạo, mà bây giờ tôi thấy chỗ này ký kia là coi như cho ngàn ký gạo tùm lum hết. Như vậy thì nhờ bé Tường Lam nó ra đời, nó làm cho thế giới mình đang được bình yên ổn định. Mà quý vị mình trên mạng bây giờ chửi mẹ Tường Lam, nhưng mà nếu Tường Lam nó lớn chút thì nói chung nó không chịu nổi đâu. Vậy thì bây giờ tôi xin đứt tất cả anh em cắt trên mạng đó. Đây sắp tới quý vị mình có chửi mẹ Tường Lam, nó khiến cho người mẹ phải đi theo con đường của nó dễ. Vì vậy mà quý vị mình cái lỗi này phải trút về toàn bộ là đạo diễn. Cho nên tuồng hát hay hay dở là do đạo diễn. Mà ở đây tại vì cái vấn đề bé Tường Lam này nó gặp, vậy mà khiến cuộc đời đi đến chỗ lão tiên. Vậy bây giờ cái thứ nhất, tôi xin tất cả anh em trên mạng YouTube đây sắp tới không nên chửi mẹ Tường Lam, mà quý vị sẽ có một cái gì đóng góp cho mẹ Tường Lam trở thành một con người tốt, để dìu dắt một người con mãi mãi đi trên con đường tốt cho đến ngày cuối đời, cuối cuộc đời. Như vậy đó là cái lời khuyên lên của anh em chúng tôi. Còn quý vị nào mà quý vị nói đây là bé Tường Lam là bao nhiêu thông thường như những đứa trẻ trên thế giới, như vậy thì quý vị kiếm cho một đứa bé nào 6 tuổi như Tường Lam mà có gương mặt
quay lên mạng trên hoàn cầu là không có ai mà không thương yêu triều mến hết. Vì vậy thì quý vị tìm đây đi, có một người nào đẹp mà trên thế giới này coi như là quay ra là ai cũng triều mến thương yêu. Cái thứ hai là quý vị mình đem du vào chùa Hoằng Pháp hay chùa nào đi, quý vị huấn luyện 3 năm mà nó có những lời nói thuộc kinh điển, mà lời nói nhẹ nhàng như gió thổi, nói ra rồi ai cũng mến yêu, triều mến làm theo. Quý vị lập tập luyện giùm tôi đi. Và cái thứ ba đó, cái ý cái khót nè, quý vị mình huấn luyện cái đứa trẻ nào mở miệng ra là nó sợ sát sanh, thấy người ta sát sanh là nó đau lòng, nó sợ. Như vậy thì quý vị mình cái này huấn luyện không được nha. Cái này là do cái tâm của nó chứa nhiều đời nhiều kiếp, cho nên 4-5 tuổi nó mới phát ra. Bây giờ quý vị mình đã đi trên trái đất này đâu có đứa trẻ nào nghe thấy người ta giết sinh vật là nó đứt ruột. Cái này quý vị kiếm đứa trẻ đó không có đâu, mà mở miệng ra nó biết rằng cái vấn đề sát sanh là có tội, bị quả báo. Nên cái này là cái ở trong tàng thức nó lập ra. Cái thứ hai là luôn luôn lúc nào nó cũng kêu người ta cúng lại chứ tụng kinh và làm thiện, nhất là ngàn ký gạo bố thí. Như vậy thì quý vị mình kiếm ở trên trái đất này được đứa thứ hai, quý vị gọi điện thoại tôi sẽ đến gặp quý vị. Có đứa nào đâu mà mở miệng ra là ăn chay, mở miệng ra là đừng sát vật, mở miệng ra là phải tụng kinh cúng lại, mở miệng ra phải làm thiện, mở miệng ra là phải ngàn ký gạo để cứu giúp người đang đau khổ. Và gần đây là cháu đi trong cái vấn đề Thảo Cầm Viên, thấy mấy con vật trong đó thì cháu là nâng niu thương yêu miên vật, còn phát lên cái câu nói các ngươi ơi gắng lo tu để thành người kiếp sau. Cái câu này ai dạy nói vậy? Mấy ông dạy giùm mấy đứa nhỏ trên thế giới này, nói đứa này bình thường, con bình lường láo này bình thường. Tôi dạy con cháu ở trên thế giới này 2-3 tuổi thông tin bác lãm thiếu gì, nhưng mà cái dạy nó đi trong Thảo Cầm Viên tự nhiên kêu mấy con thú làm sao tu thành người. Để cái này ai dạy nói vậy? Mấy ông dạy được cái này không? Cho nên vậy mà ở đây tôi long trọng tuyên bố lần nữa, tất cả những điều mấy ông nói trước đây, từ tăng cho đến người thường, quý vị nói bé Tuần Lam này là do ăn học, tôi xin lỗi các ông. Bây giờ ông nào huấn luyện 3-4 năm đi, quý vị cho lên màn ảnh mà đẹp, nói chuyện hiền hòa, nói ra mọi người cảm mến như đứa trẻ này, quý vị mình gọi điện thoại tôi đó. Như vậy thì bây giờ tôi thiết nghĩ rằng bây giờ trên trái đất này chúng ta là cái này là quan trọng. Mấy chục 84 năm qua Đức Quỳnh giáo chủ thấy rằng trái đất của chúng ta tới hầu quỷ diệt, nên vậy mà hạ bút viết giảng kinh năm 39, ngài mở đầu bằng quyển nhất hạ nguyên ngay đã hết đời, báo chung sanh biết rằng cái cuộc đời của các ngươi đang sống đây sẽ đi đến cái ngày quả diệt. Mà do đâu? Do con người ta không thể cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Vì vậy mà Đức Thầy ra đời năm 39 báo chung sanh biết trái đất này sẽ tàn nhẫn đi đến giai đoạn bằng bom nguyên tử, hủy diệt cái đất này để con người trở thành tro bụi. Ta ra đời để đem đạo cứu đời bằng cách dạy 4 điều ân và 10 điều ác. Nếu ai mà là tránh 10 điều ác làm 4 điều ân sẽ có mặt trong Long Hoa Đại Hội khi trái đất này là bị hủy diệt. Ta sẽ lập đại cõi thượng quan và tất cả những người là làm xong 4 điều ân tránh 10 điều ác sẽ có mặt trong Đại Hội Long Hoa. Nên vậy mấy chục năm qua Đức Quỳnh giáo chủ ra đời tiên đoán cho chúng sanh biết trên trái đất này cái thế giới chúng ta tới hồi hủy diệt. Cho nên mấy chục năm qua ai cũng đi đâu chữ hòa hảo, chữ mấy ông đạo nói chuyện thiên cơ, trù quẻo thiên hạ, nói đời tận diệt có tới đâu. Nhưng bảo đảm với mấy ông kỳ này là chiến tranh nguyên tử cận kề binh đích, và thế giới 8 tỷ người này bị cháy trong lửa đỏ nguyên tử hạt nhân. Ở đây Đức Thầy đã xác định trong mấy chục năm qua, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quanh hiu, bấy lâu nay nuôi dẫn chất kiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lề thứ biến di thương hại, dùng phép màu lập lại thương quân. Còn thanh sĩ cho biết bom đạn vẫn chưa thôi chế, tạo nhân sanh còn điên đảo hết đâu, do nhân viên tạo địa cầu, do khiến đài lầu tan quang. Quả đất đã bao lần biến, đâu phải là mới chuyến đầu tiên,
Hãy xem cùng giật hiểu liền nói lên chìm xuống có yên bao giờ. Còn giật nhỏ mau cơ biến đổi là qua đất to lâu ta mới thay hình. Nghĩ ra cũng há giật mình như ngồi trên đám lục bình trôi sông. Hoặc là quá thông thái người khi trời Phật lắm văn minh chúng miệt quyền cơ. Khi trời trời phạt bất ngờ miệt quyền cơ bị quyền cơ trị trần. Chịu ức năm qua đã từng thế đó đâu phải là mới có đây đâu. Tiêu tan trên mặt đĩa cầu muôn lần rồi chớ phải đâu một lần. Kính thưa quý vị, tắt mi vô. Như vậy thì kính thưa quý vị, trên đất chúng ta đi đến cái giai đoạn là Đức Quỳnh Giáo Chủ đã báo năm 39 là đệ tam thế chiến cho quỷ diệt hoàn cầu, mà nó đọc coi như lá cờ nào trên thế giới nó cũng biết hết, đọc tiếng Việt và tiếng Anh luôn. Như vậy đó là ám chỉ là địa linh sanh anh kiệt, Việt Nam đất Phật sanh hiện tài. Nên vậy mà bây giờ nếu trường hợp mà quý vị mình trong nhà mà con mình có giàu mừng không, con mình thông minh mình khoái không, trên đất Việt mà xuất hiện bé Tuyền Lam, xuất hiện bé Như Ý, xuất hiện đứa trẻ 2 tuổi mà đọc hết lá cờ trên thế giới, như vậy thì quý vị mình mừng cho đất Việt. Mà cái này quý vị mình lên chửi tanh bành té bẻ hết, chửi bây giờ đến nỗi thiên hạ người ta bây giờ coi mấy cái clip mấy ông mà người ta rối với cuộc đời nó đang rối, mà bây giờ coi mấy cái clip ông mà chửi lộn rồi người ta rối thêm. Vậy vậy thì khuyên các clip bây giờ mấy ông phải dùng cái lời nào mà Đức Thầy cháu biết: đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta. Nếu gờ người gõ phận vui lòng thứ, ta thử được người người thứ ta. Hoặc là lửa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thoát ra đông chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quả ương đeo đâm. Tôi nghĩ rằng toàn cả quý vị hiện nay nghe lời dạy của Đức Quỳnh Giáo Chủ, quý vị bây giờ ăn chay trường cúng lại niệm Phật làm lành, quý vị mình tăng cường vấn đề sắm xe chuyển bệnh trong và ngoài nước, quý vị mình tăng cường cái vấn đề cất nhà cho dân nghèo, quý vị tăng cường làm cầu cho nông thôn, quý vị mình tăng cường bếp cơm từ thiện của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, bằng sông Cửu Long, và coi như nói Tiền Lam tung tiền ra để làm tất cả các việc từ thiện, là Đức Thầy nói là làm hết các việc từ thiện. Như vậy mới phải là trong cái giai đoạn cực kỳ của trái đất, trong cái giai đoạn nguy hiểm cục của đất nước Việt Nam, và trong cái giai đoạn nguy kịch của từng gia đình, mà quý vị có vị hiền tăng thực hiện, quý vị chân tu trở lại, quý vị cùng nắm tay nhau để xây dựng mẹ lẫn con, để cùng nắm tay cùng nhau chúng ta đi trên con đường đạo Phật, ai cũng làm việc thiện, ai cũng đều là nghĩ tốt, ai cũng đều niệm Phật, ai cũng đều giữ tâm thanh tịnh để tiến tới cái ngày đại hội Long Hoa của Đức Thầy sắp tới. Và quý vị tiến đến cõi cực lạc Tây Phương của Đức A Di Đà, bên kia cực lạc, để đúng với câu Đức Thầy cho biết: hết chờ nhau qua nhau chờ đợi năm non, kìa hỡi ai giữ phận cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp. Hoặc là coi như đó, họ hẹn Phật tiên có một ngày thế giới cõi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa mặt, ta mới thánh thời trở gót hài. Còn đối với tịnh độ, Đức Thầy cho biết: ước trăm họ nhẹ mình có cánh, đồng bay về cực lạc ở một đàn, thì thân thầy hết phải gian nan, đâu có chịu mang câu nhạo bán. Nói thì nói chờ ngày thăm thoáng, dầm em trời thì cứ ra tay, quyết chèo thoảng đến chốn Bồng Lai, mới ngơi nghị tâm thần của lão. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ con đường duy nhất là khi chiến tranh bùng nổ, chỉ có Đức Quỳnh Giáo Chủ trở về là thâu ngũ hành, là xuống nổ đá chai và đứng trên dần mây thuyết pháp, để cho tất cả con người đều quay về con đường đạo đức, đi về hội Long Hoa và bước sang kỷ nguyên thượng cổ. Mà Đức Thầy ngài có câu:
Thất sơn tiên nộ quy cổ diệt kim cũ cũ y duyên tình riêng tham bao đồ mau nó tuôn rơi khùng mơi nói chơi chữ ban hàng phục. Nên chỉ có Đức Thầy mới làm việc đó, và Đức Thầy chỗ khác. Khắp thế gian con thảo phục quỳ chầu trước bể cha hiền ngọc đế, hoặc là một tay ta quốc an ban nước nhà vững đạt hơn đàn hiển vinh, hoặc là chọn những đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Chỉ có Đức Thầy trở về mới làm cho thế giới được bình yên. Và súng nổ lá chai năm chèo Đức Thầy cũng thâu, gắn mãn xà Thầy cũng thâu, và Đức Thầy cứu người hiền đều đến dự hội Long Hoa. Và cái thứ hai là chỉ có Đức Thầy mới có chủ tội hội Long Hoa để ban thưởng người hiền sống qua thánh đức, mà Đức Thầy ngài cho biết non thèn gian chuyển cùng ngồi sự phân, hoặc là sự những kẻ hung ăn tồi tệ thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn, ra kể này hai chữ bảo an cho trần thế được tâm thanh tình. Vậy có Đức Thầy làm chuyện đó, và Đức Thầy trở về đưa chúng ta về Niết Bàn hay là Cực Lạc, mà Đức Thầy ngài cho biết Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh gia sắc lĩnh bảo ta truyền dạy, nên khổ lao khùng đâu có nại, miễn cho đời hiếu đặng đảo màu. Vì vậy thì Đức Thầy trở về đưa thế giới đi đến chợ thượng cổ thành tiên tại trần, không còn một chúng sanh nào bệnh đau thiếu thốn đau khổ. Và Đức Thầy đưa về Cực Lạc, đưa về Niết Bàn, vĩnh viễn có thân kim cương liên hoa, vĩnh viễn trường tồn, không bao giờ còn sanh già bệnh chết. Chỉ có Đức Thầy chúng ta làm điều đó. Cho nên hiện nay quý vị nhìn về Tường Lam chỉ là cái nấc thang để quy lần lên con đường của Đức Quỳnh Giáo Chủ, lần lên con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì Đức Phật đã đắc đạo và Đức Thầy là vị Phật, cổ Phật trở lại. Còn Tường Lam là một vị là người thường tu trong kiếp trước, bây giờ trở lại tu tiếp. Nếu Tường Lam có được ai hướng dẫn thì hết quãng đời Tường Lam sẽ hiển thánh, hoặc là Tường Lam được nhẫn sanh Tây Phương. Còn nếu trường hợp mà cái môi trường mà thằng độc hại Bình Dương này nó dẫn thời gian là nó banh xác luôn. Bởi vì mới có ba cái clip mà tao chửi mẹ Bình, mẹ Tường Lam banh chành hết. Mà nếu nó đi thêm một khoảng đường nữa là mẹ con sẽ chôn vùi trong là chín suối, không có thể nổi bật được đâu. Như vậy tôi thiết nghĩ rằng tất cả anh em chúng ta hiện giờ đang sống trên địa cầu này là thế giới đang đau khổ, và con nhân loại đang bị điêu đứng đảo điên. Chúng ta làm sao phải nghe lời của Đức Thầy là coi như là ăn chay cúng lại niệm Phật làm lành, để ngày mai chánh ni cơ tận diệt có mặt trong đại hội Long Hoa làm tiên thánh, và niệm Phật thường xuyên trong tâm để sau này được dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc làm Phật sống muôn đời. Và coi như nhắn gửi với mẹ Tường Lam, mẹ con là nên bây giờ thúc điểm thân tâm và giữ lòng thanh tịnh và niệm Phật Di Đà. Tất cả những điều kiện mà sống tiếp là giáp với bên ngoài là nên gần những bậc chân tu hướng dẫn cho mình trở thành một con người coi như là xuất sắc siêu phàm ở trong thiên hạ, để ngày mai đây chúng ta sẽ được là hiển thần hiển thánh để vĩnh viễn trường tồn, được chiến thơm muôn thở trong trời đất. Vậy kính chúc toàn cả quý vị cộng đồng mạng xa gần trong và ngoài nước ai cũng đều trở thành một con người hiền, trở thành một con người lương thiện, trở thành một con người tốt tươi, để ngày mai trở về cảnh giới tiên Phật tốt tươi, sống đời đời vĩnh viễn cùng chư Phật. Đến đây xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và tôi cũng ân cần tha thiết kêu gọi mạnh thường quân. Tôi cũng bây giờ là quý vị mình, nếu trường hợp mà có cái chị Thảo ở bên Mỹ đang gửi tôi một tấn gạo, mà hôm trước bữa nay tôi chưa nói chuyện với chị, là bị tấn gạo đó tôi đang đưa về cái thị trấn Đầm Dơi, là cái nơi ít hòa hảo nhất mà dân khổ nhất. Tôi sẽ cho trong ngày 14 tới đây. Rồi cái vấn đề là cái cô ở thành phố Hồ Chí Minh hôm trước có giúp đỡ tôi về để cho gạo, nhưng mà tôi chuyển qua
tổ chức cái chuyến đi núi vừa rồi, quý vị đi cho 100 người ở Đầm Dơi trong cái ngày lễ đản sanh Đức Thầy. Như vậy thì trong những cái ngày sắp tới đây, tôi thì mang tiếng với thế giới, với trong cộng đồng, trong và ngoài nước, các anh em tổ từ thiện lúc nào cũng gọi tới tôi xin gạo hay xin trợ giúp cho những cái khóa niệm Phật ở khắp nơi. Thì trên vậy tôi mong rằng tất cả những người có duyên với tôi trên màn ảnh nghe đạo trong mấy năm qua, nếu quý vị góp ít nhiều về cho tôi để tôi giúp đỡ bà con trong cái dịp Tết Xuân về trong năm Thìn sắp tới, là điện thoại của tôi là 0981 995 330, 0981 995 330. Thì kính chúc cho toàn cả quý vị mạnh thường quân. Nếu khi tôi nhận được cái quà vật chất của quý vị, tôi cũng đại diện cho những người bất hạnh, sẽ cầu nguyện ơn trên mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể quý vị mạnh thường quân tại đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới, ai cũng đều được mạnh khỏe, ai cũng được sống bình yên, ai cũng đều dự hội long hoa, ai cũng đều giảng sanh cực lạc. Và đến đây xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.